Chỉ sau hơn một tháng phát hành đĩa đơn Rockstar, Lisa sẽ tiếp tục ra sản phẩm mới kết hợp với Rosalía, ca sĩ kim nhạc sĩ Tây Ban Nha từng đoạt giải Grammy. Cú bắt tay giữa Lisa và Rosalía lần này rất được người hâm mộ mong đợi. Lisa là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng bậc nhất K-pop Blackpink. Bên cạnh những kỷ lục đáng nể khi là một phần của Blackpink, Lisa cũng có sự nghiệp solo ấn tượng. Vừa qua, Lisa Blackpink đã chính thức hé lộ về màn comeback ngay trong tháng 8 này. Theo đó, ca khúc mới của nữ idol mang tên New Woman và là sản phẩm kết hợp với giọng ca người Tây Ban Nha Rosalía. New Woman chính thức được ra mắt vào 20 giờ ngày 15 tháng 8 giờ Hàn Quốc. Trước đó vào sáng 3 tháng 8, Lisa đã khiến mạng xã hội rần rần hơn bao giờ hết khi bất ngờ nhá hàng sản phẩm mới mang tên Brand New Tia. Đây là màn comeback có tốc độ nhanh chóng mặt của Lisa khi chỉ sau hơn một tháng ra mắt Rockstar, cô nàng tiếp tục thả thính bài hát mới. Hot A, chữ N và W được viết hoa trong cụm từ Brand New Tia là dùng để chỉ New Woman. Bài hát mới được dự đoán tiếp tục mang chất hip hop nhưng thiên về màu sắc retro hoặc Y2K. Trên poster nhá hàng, Lisa tiếp tục gây bất ngờ với mái tóc xù cá tính. Rosalía ngồi ngay bên cạnh thì đang khoác một chiếc áo lông to sụ, cả hai đều đeo mắt kính trông vô cùng bí ẩn. Khỏi phải nói, ngay khi vừa tung mạnh nhá hàng, Lisa đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ trên mạng xã hội. Một trong những fan cứng đặc biệt nhanh chóng thả tim bức ảnh của cô nàng không ai khác ngoài bạn trai tin đồn Frederic Arnold. Lisa chỉ đăng chưa đầy một phút mà đã thấy Frederic tương tác rồi. Từ tháng 7 năm 2023, tin đồn Frederic Arnold hẹn hò với Lisa nổi lên. Xuyên qua đường đã bắt gặp nữ idol sinh năm 1997 có hành động từ đầu tình tứ vào vai Frederic Arnold ở một nhà hàng Pháp. Sau đó, cặp đôi liên tục để lộ nhiều hình hẹn hò, cùng đi đến nhiều nơi trên thế giới. Sau đó, Frederic đã đưa mỹ nhân K-pop về ra mắt các thành viên trong gia tộc và được họ dang rộng vòng tay chào đón. Ngoài ra, quý tử nhà tỷ phú cũng gặp gỡ bố mẹ Lisa hồi tháng 9 năm ngoái. Bất chấp những điều này, họ không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ. Màn tái xuất với tốc độ nhanh chóng mặt của em út Blackpink khiến người hâm mộ hết sức phấn khích. Có thể thấy sau khi rời YG Entertainment để phát triển sự nghiệp cá nhân, Lisa không chỉ có sự thay đổi về phong cách hình ảnh mà tần suất ra mắt sản phẩm âm nhạc của cô cũng rất tích cực. Trong suốt 7 năm gắn bó với YG, Lisa chỉ phát hành 2 ca khúc solo là La Lisa Money và 2 ca khúc kết hợp với nghệ sĩ khác là SG, hợp tác với DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion, Sean, hợp tác với Taeyang. Sản phẩm âm nhạc của nhóm và sản phẩm solo của các thành viên đều rất nhỏ giọt. Cuối năm 2023, cả 4 cô gái Blackpink đều quyết định không ký tiếp hợp đồng cá nhân với YG mà chỉ gia hạn hợp đồng nhóm. Tháng 2 năm nay, Lisa thành lập công ty riêng LO. Đến tháng 4, cô ký hợp đồng với hãng đĩa đình đám của Mỹ RCA Records. Tháng 4 năm ngoái, Lisa có buổi đi chơi riêng với Rosalía ở Mỹ khi Blackpink và Rosalía cùng là nghệ sĩ biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Coachella. Nữ thần tượng đã chia sẻ nhiều hình ảnh thân thiết vui vẻ bên Rosalía lên Instagram cá nhân. Sau đó, Lisa và Rose Day đã đến xem buổi biểu diễn của Rosalía ở Coachella. Họ còn mang theo cả băng rôn cổ vũ. Rosalía sinh năm 1992 là nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất thế giới. Dù còn khá trẻ, Rosalía đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật và gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, gồm 2 giải Grammy, 12 giải Grammy Latin, 4 giải MTV Video Music Award và 1 giải MTV Europe Music Award.